chào mọi người, mình là Vi, đây là Tuấn Anh, chồng của mình. Tụi mình là khách hàng của ICA, đã thực hiện thành công hồ sơ và hiện tại thì mình đang sống tại tỉnh bang Saskatchewan, Canada. Mình sang Canada vào tháng 4, 2022, còn chồng của mình, anh là đương đơn chính, anh sang vào tháng 1, 2022. Vì là Close Work Permit cho nên là anh làm công việc mà đã được offer cũng như là phỏng vấn tại Việt Nam rồi, đó là giám sát cửa hàng bán lẻ. Còn mình là Open Work Permit thì mình dự định là dành những tháng đầu sang Canada để chăm sóc gia đình, chăm sóc con, tại vì con của mình cũng còn khá nhỏ, chỉ mới có 2 tuổi thôi. Thì sắp tới đây mình sẽ gửi con mình đi nhà trẻ, rồi mình xin một cái công việc mà mình cảm thấy phù hợp với lại năng lực cũng như là sở thích của mình. Bởi vì mình là Open Work Permit cho nên là mình sẽ không có bị ràng buộc bởi bất kỳ nhà tuyển dụng nào hết. Thì thú thật là khi mà làm hồ sơ thì tụi mình rất là lo lắng bởi vì sợ dịch sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hồ sơ, cũng như là mình sợ là tại vì tụi mình không có người thân tại Canada cho nên là không biết là qua Canada có thể hòa nhập được với cuộc sống bên này hay không. Thì rất là cảm ơn anh Hoàng và đội ngũ ICA đã tư vấn rất nhiệt tình và cho tụi mình có những cái sự chuẩn bị tốt nhất để khi mà sang Canada tụi mình không gặp quá nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống bên này. Song song đó thì hiện tại thì vợ chồng mình cũng đang hỗ trợ khách hàng của anh Hoàng có những cái bước đầu hòa nhập cuộc sống tốt nhất, như là đưa đón sân bay, tìm thuê nhà, thuê xe, cũng như là tìm trường cho con, làm bảo hiểm. Thì là người thực hiện thành công hồ sơ thì mình cũng không biết nói gì hơn là chúc các anh chị, các bạn sẽ hoặc là chuẩn bị đang làm hồ sơ sẽ có một cái quá trình hồ sơ rất là thành công, suôn sẻ và sớm gặp lại mọi người tại Canada. Tạm biệt mọi người.